Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, chiến dịch tình nguyện hè năm nay của Thanh niên Đà Nẵng cũng có những thay đổi để thích ứng với tình hình mới. Thay vì tổ chức lễ ra quân trực tiếp như mọi năm, năm nay chiến dịch tình nguyện hè được Thành đoàn Đà Nẵng phát động trực tuyến thông qua fanpage Tuổi Trẻ Đà Nẵng. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 diễn ra trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh sẽ là thử thách lớn cho tinh thần tình nguyện của mỗi đoàn viên thanh niên chúng ta. Nhưng tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ cùng nhau đoàn kết, phát huy trí tuệ, tinh thần sáng tạo, kế thừa những thành quả đi trước để hoàn thành thắng lợi chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay. Với chủ đề Thanh niên Đà Nẵng khởi nghiệp sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 được Thành đoàn Đà Nẵng triển khai với tinh thần vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện trên địa bàn thành phố và các địa phương lân cận. Với phương châm hiệu quả, an toàn, bền vững gắn với nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị. Trong đó chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Quận đoàn Hải Châu đã kích hoạt đội hình thanh niên tình nguyện, một đội hình là hỗ trợ vòng ngoài tại các khu vực cách ly, hỗ trợ khai báo y tế tại Ủy ban nhân dân quận Hải Châu cũng như Ủy ban nhân dân 13 phường. Thời gian qua, mặc dù dịch bệnh gây ảnh hưởng không nhỏ đến các phong trào hoạt động của tổ chức đoàn, nhưng với tinh thần xung kích tình nguyện, Tuổi Trẻ Đà Nẵng vẫn đã và đang tham gia tích cực trên trận tuyến phòng chống dịch COVID-19 với nhiều hành động thiết thực, cụ thể. Tụi em cũng vừa đi làm, nên là những thời gian nào mà tụi em hết giờ làm thì tụi em có thể là hỗ trợ đứng lại thay phiên nhau, giúp sức cho thành phố đẩy lùi dịch bệnh. Bọn em sẽ cố gắng để cùng thành phố Đà Nẵng vượt qua đợt dịch lần này. Chương trình tình nguyện hè năm nay của Thanh niên Đà Nẵng đang được triển khai rộng khắp với 4 chiến dịch. Là chiến dịch mùa hè xanh, chiến dịch hoa phượng đỏ, chiến dịch hành quân xanh, chiến dịch kỳ nghỉ hồng và chương trình tiếp sức mùa thi với phương châm Thanh niên Đà Nẵng đoàn kết, phát huy trí tuệ, tinh thần sáng tạo, chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.